Ông Đỗ Phụ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng nhân sinh thất thập cổ lai hí, nghĩa là người thọ 70 xưa nay hiếm. Năm nay tôi vừa 79 tuổi đã là lớp người xưa nay hiếm. Nhưng tinh thần đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đang ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao sức khỏe càng thấp, điều đó cũng không có gì lạ. Tuổi tác càng cao sức khỏe càng thấp, điều đó cũng không có gì lạ. Điều đó cũng không có gì lạ. Tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? Phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? Phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? Được bao lâu nữa? Được bao lâu nữa? Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phong khi tôi sẽ đi gặp cụ các mắt cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Đều khỏi cảm thấy đột ngột. Khỏi cảm thấy đột ngột. Trước hết nói về đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng một dạ, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc. Cho nên từ ngày thành lập đến nay, đảng ta đã đoàn kết tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hàng ngày đấu tranh, tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bản thân là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng, như giữ gìn con người của mặt mình. Trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên văn minh chính từ phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiểm liêm chính trị công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, thật trung thành của nhân dân. Thật trung thành của nhân dân.
chỉ tiêu thụ. Mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chỉ tiêu thụ. Còn non
sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Còn món, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ. Ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Xây dựng hơn 10 ngày nay. Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc Tô La Pháp và Mỹ và đã có phương xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to. Một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to và có phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Cuộc chống đi cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn. Cuộc chống đi cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn. Cuộc chống đi cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn. Đó là một điều chắc chắn. Đó là một điều chắc chắn. Chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhị đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp Nam Châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.
hoàn toàn thắng lợi. Cao nghìn vượt toàn đánh, còn phòng nhưng mà toàn ta phải đa sức làm là màu chống hàng cảm vết thương nghiêm trọng. Rồi đây cũng mới gây đa trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Màu chống hàng cảm vết thương nghiêm trọng, rồi đây cũng mới gây đa trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chủ đạo để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm. Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại đảng, là cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Nhất định thắng lợi, nhất định thắng lợi. Nhất định thắng lợi, nhất định thắng lợi. Đầu tiên là công việc đối với con người, đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình. Cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, đảng, chính phủ và đồng bào phải tìm một cách làm cho họ có nơi ăn trong ở yên ổn. Đồng thời phải mở những nhân lực dạy nghề thích hợp với mọi người để họ có thể dần dần từng lực cánh sinh, từng lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương, thành phố, làng xa cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ vợ con của thương binh và liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương, nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác nông nghiệp phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp. Quyết không để họ bị đói rét, quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Hy sinh một phần xương máu của mình, cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, đảng, chính phủ và đồng bào phải tìm một cách làm cho họ có nơi ăn trong ở yên ổn. Đồng thời phải mở những nhân lực dạy nghề thích hợp với mọi người để họ có thể dần dần từng lực cánh sinh, từng lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương, thành phố, làng xa cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ vợ con của thương binh và liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương, nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác nông nghiệp phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp. Quyết không để họ bị đói rét, quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Quyết không để họ bị đói rét, không để họ bị đói rét. Thank you.
chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ như trộm cắp, gái nhiễm, cờ bạc, buôn lậu vân vân, thì nhà nước vừa phải dùng giáo dục, vừa phải dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện. Giúp họ trở nên những người lao động lương thiện. Giúp họ trở nên những người lao động lương thiện. Trong bao năm kháng chiến chống Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân, đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và chính phủ ta, ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp, để cho đồng bào hì hà, mát già, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. Hì hà, mát già, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh, khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế, phát triển công tác vệ sinh, y tế, sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường, nửa ngày học tập, nửa ngày lao động, củng cố quốc phòng, chuẩn bị mọi việc để thống nhất tổ quốc, chuẩn bị mọi việc để thống nhất tổ quốc. Thống nhất tổ quốc. Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, để giành lấy thắng lợi. Trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. Cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của dân. We'll be right back.
Tự hào về sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi càng tự hào bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu. Tôi càng tự hào bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu. Càng tự hào bao nhiêu thì càng đau lòng bấy nhiêu. Càng tự hào bao nhiêu thì càng đau lòng bấy nhiêu. Càng tự hào bao nhiêu thì càng đau lòng bấy nhiêu. Tôi mong rằng đảng ta sẽ sản xuất hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình. Có lý có tình. Có lý có tình. Có lý có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Nhất định sẽ phải đoàn kết lại, sẽ phải đoàn kết lại.
phải đoàn kết lại. Tôi phải viết trước, sau tay tôi hết lòng hết sức. Tôi không mong có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, cho nên tổ chức biếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thì hãy tôi được đốt đi, tức là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế tôi với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất xuống. Đã có nhiều điểm thì để tan càng tốt hơn. Cho thì chia làm ba phần, bỏ vào ba cái hộp xanh. Một hộp cho miền Bắc, một hộp cho miền Trung, một hộp cho miền Nam. Một hộp cho miền Bắc, một hộp cho miền Trung, một hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp cho đó. Trên mà không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây một ngôi nhà giản đơn rộng rãi chắc chắn mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Lợi cho nông nghiệp. Lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc để giao phó cho các cụ phù lão. Săn sóc để giao phó cho các cụ phù lão. Để giao phó cho các cụ phù lão. Giao phó cho các cụ phù lão. Giao phó cho các cụ phù lão. Lão
toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Điều mong muốn cuối cùng của tôi, điều mong muốn cuối cùng của tôi, điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh 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 và giàu mạnh. Và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới và giàu mạnh và thế giới và giàu mạnh và bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và giàu mạnh và giàu mạnh và góp phần xứng đáng giới hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.